Nhiều bạn hỏi mình á, cây này dùng để làm gì mà đi ngoài đường thấy nhiều chỗ có trồng á, thì đây là cây hoàng ngọc nha các bạn. Trong y học cổ truyền á, thì cây hoàng ngọc là một cái cây thuốc quý vì nó có cái tác dụng là đào thải độc tố nè, rồi tác dụng kháng khuẩn kháng viêm, cho nên nó chữa được rất là nhiều bệnh, nhưng mà đặc biệt á, là các bệnh về đường ruột, ví dụ như bệnh đau bao tử nè, viêm loét dạ dày tá tràng, rồi bệnh viêm ruột, viêm đường tiêu hóa, thì đối với những căn bệnh này á, sử dụng cây hoàng ngọc thì nó rất là hiệu quả luôn. Tùy vào cái tình trạng nặng hay nhẹ, mới chớm hay là đã kéo dài lâu ngày, thì người bệnh nó chỉ cần kiên trì sử dụng cái cây này từ 1 đến 2 tuần hoặc là từ 2 đến 3 tháng thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. Lúc này thì mình ăn được, ngủ được, sức khỏe cải thiện rất là đáng kể luôn. Cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản, mình sẽ kết hợp giữa nấu nước và nhai lá. Nấu nước thì mỗi lần mình lấy 100g với gần 1 lít nước nấu trong vòng 15 phút. Nhai lá thì chỉ cần rửa sạch nhai sống, mỗi lần 7 lá, mỗi ngày 2 lần liên tục trong 7 ngày thì có tác dụng phòng bệnh chữa bệnh cũng rất là tốt luôn. Thank you.